À, anh ơi, hôm nay em có buổi họp mặt với bạn hồi đại học á. Anh đi với em nha. Thôi, anh không đi đâu. Lát anh còn phải đi làm nữa. À, lát nữa em về em nhớ nhắn tin cho anh biết nha. Có gì anh tới anh đón. Em yên tâm đi, anh đứng từ xa anh đợi mà. Từ lúc anh ấy thất nghiệp, anh ấy từ chối lời mời của bạn bè hai bên. Tôi biết anh ấy sợ tôi xấu hổ với bạn bè. Ủa Nhung, nay chồng mày làm gì? À, là shipper. Làm shipper hả? Trời, làm shipper tốt lắm á. Chứ như tao nè, giờ làm chủ suy nghĩ nát cái đầu. Tháng nào cũng phải chi tiêu đủ thứ. Thấy như rồi doanh thu có 8 tỷ à. Nghĩ mà chán. Ê, hay là tao đưa mày về nha. Không cần đâu. Sao mồ hôi anh đổ nhiều thế? Để em lau cho anh nha. Em à, mình đi về thôi, không bạn bè em nhìn thấy bây giờ. Anh, hình như là chồng chị Nhung á. Mọi người đừng có xì xầm nữa, đây là chồng của Nhung đó. Thôi, đi thôi. Em không thấy ngại sao? Có gì đâu mà phải ngại. Anh mặc bộ đồ này rất là đẹp trai. Bởi vì là anh ấy, nên có thế nào đi nữa thì tôi vẫn yêu.